Mong muốn cho nó đừng có đóng phim hành động nữa. Nó nóng tính lắm, người nó dễ quạo lắm. Nhiều khi muốn kêu nó nửa chừng bỏ cho rồi đi, làm gì mà dữ vậy? Những cái chuyện không phải cho bản thân mình, tại sao phải làm cái chuyện đó? Đi đâu cũng có một mình à, muốn nghẹt thở với nó luôn vậy đó. Nó trả giá bằng cái mạng sống, nó có thể nó chết luôn đó. Mình tội nghiệp nó chứ nó đâu thấy nó khổ gì đâu, nó đâu thấy nó buồn gì đâu. Đừng có lăn xả quá, nói với nó hoài à, nhưng mà nó cũng vậy thôi. Chắc có lẽ Vân có một cái khát khao